tỉnh lại sau giấc ngủ lạc thanh chu trở thành con thứ lạc gia thành quốc phủ của đại viêm đế quốc vì giúp lạc gia nhị công tử từ hôn lạc thanh chu bị ép ở rễ cưới một tân nương nghe nói bị suy si ngốc không biết nói chuyện không biết cười sau khi bái thiên địa động phòng hoa chúc hắn mới đột nhiên phát hiện nương tử nhà ta không thích hợp nương tử đâu chỉ có không thích hợp cả hai tiểu thị nữ bên người nương tử và những người khác trong tần phủ đều không thích hợp đại thị nữ lớn lên ngọt ngào xinh xắn đáng yêu dễ chọc người giọng nói như chim sơn ca tiểu thị nữ lạnh như băng sát khí âm trầm xuất kiếm là phong hầu cô em vợ tài hoa hơn người như lâm đại ngọc yếu đuối xinh đẹp tiểu biểu tỷ cao ngạo ngang ngược từng roi đều trí mạng nhạc phụ đại nhân mặt mũi luôn luôn đứng đắn trong lòng thì nói tục nhạc mẫu đại nhân mỹ mạo như hoa mắt để trên đỉnh đầu thích liếc mắt nhị ca một lòng luyện võ nói muốn làm rạng rỡ tổ tông mà lạc thanh chu hắn chỉ muốn thành thành thật thật làm tên ở rễ nho nhỏ sau đó âm thầm trở thành thiên hạ vô địch truyện hậu cung rất hay tình tiết rất nhẹ nhàng không quá dồn dập nhưng văn phong của tác khiến mọi nhân vật đều thêm huyền bí và lung linh nhược điểm duy nhất là truyện chưa phun nhưng cũng khá dài cho các đạo hữu nhảy hố a à.